Quá tuyệt vời. Quý vị thấy chưa? Việt Nam mình có mất đâu. Bé Ái Thi sanh đẻ tại đây mà hát tiếng Việt tuyệt vời. Không những thế mà cái lời, cái chọn bài hát này, một chọn bài hát rất là ý nghĩa trong cái ngày hôm nay. Thưa quý vị, người ca sĩ mà ở cũng khá xa với chúng ta ở đây, bởi vì chúng ta đây là Houston, đến đây rất là dễ dàng. Nhưng mà còn người ca sĩ này thì phải đến ở khoảng 6 tiếng thôi, nhưng có điều anh rất là bận. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, bởi vì khi nghe được là ngày hôm nay lễ dỗ của anh Việt Dũng, mà Michel thì thân với người ca sĩ rất là tài ba trẻ mà giỏi như thế này, thì trong cái ngày hôm nay là nhất định anh phải đến, là bởi vì anh nói là nếu mà hát cho mọi người thường nghe thì cái chuyện đó rất là thường thôi, nhưng mà hát cho những người yêu anh Việt Dũng thì ngày hôm nay là ngày anh có thể bỏ tất cả những gì mà anh bận nhất ở bên New Orleans, với những cái show tối hôm nay đáng lẽ anh phải nhận lời, nhưng mà anh cũng bỏ để mà đến đây cùng với quý vị chia sẻ tất cả những tâm tình với quý vị. Và thưa quý vị, hai nhạc phẩm mà chúng ta nghe từ suốt mấy năm vừa qua là Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai. Ngày hôm nay người nhạc sĩ đó như thế nào thưa quý vị? Ok chưa? Anh quá tuyệt vời. Tại sao anh dám viết lên hai nhạc phẩm Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu? Bởi vì những người đi trước anh như anh Việt Dũng, như chị Nguyệt Ánh đã là một cái gương rất là sáng để mà dạy cho tất cả những người em, những người nhạc sĩ trẻ tuổi phải dám đứng lên. Bởi vì nếu tôi không dám đứng lên dựng cờ thì ai sẽ là người dựng lại quê hương tôi? Thưa quý vị, xin quý vị cùng chúng tôi chào đón nam ca sĩ Quang Lộc đến từ New Orleans. Em Quang Lộc, em trân trọng kính chào anh Dũng. Quang Lộc kính chào quý vị. Quang Lộc tin rằng anh Dũng ra đi, nhưng anh rất là vui khi nhìn thấy ở trong nước cũng còn những người nhạc sĩ đã dám viết những bài hát nói lên cái tâm nguyện của anh cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam. Và hôm nay cũng như chị Mì Xe đã nói, Quang Lộc kính mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Việt Nam Tôi Đâu. Ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tan vỡ khói. Mẹ Việt Nam đâu, từng cơn bất giãn nhìn đời, người lầm than đôi khổ nghèo nàn, kết quyền huy đau tan tối tàn. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mơ, mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào là ngơ nước ngoại tâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời tấm nguyện. Từng đoàn người đi chẳng nề chi, đã kể cái trai đỡ cao tay, chống quân xâm lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam. Anh Dũng có đi thiên để về đây và phù hộ cho
tất cả chúng em, những người đàn em của anh, hứa với anh sẽ nối tiếp con đường của anh và hát những bài hát nói lên cái nỗi niềm của toàn dân Việt Nam. Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lỡ thôi. Mẹ Việt Nam đâu, từng cơn bất đã nhìn đời người lầm than đói khổ nghèo nàn, kẻ quyền uy đầu tan tố tàn. Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất, mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta. Hoàng trường xa đã bao người dân vô tội chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu. Là một người con dân Việt Nam, lòng nào là ngơ trước ngoại tâm. Người người cùng nhau đứng lên đáp lời đóng muôn. Một đoàn người đi chẳng nề chi, đã trẻ gái trai thế cao tay. Trong quân tâm vượt, trong kẻ nhu nhược ba nước Việt Nam. Việt Nam tôi đâu, Việt Nam tôi đâu. Wow, cảm ơn anh Quang Lộc rất là nhiều. Và sau đây để tiếp nối chương trình, dự thảo xin giới thiệu một người em, tinh thần của trong nhóm hiếu tình Cảm ơn Anh. Em đã là, tuy em còn trẻ nhưng mà em có tấm lòng rất là yêu quê hương, yêu đất nước, và em cũng là nhất là yêu những các chú các bác đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Xin đây dự thảo xin giới thiệu một người em từ thành phố hiếu tình, đó là em Nguyễn Hoàng Quân, và em sẽ hát một bài do một người bạn của anh Việt Dũng sáng tác. Đó là nhạc sĩ Nam Lộc. Và bài hát đó mang tên là Xin Đời Một Nụ Cười. Xin quý vị cho em một tràng pháo tay để kích thệ tinh thần của một người trẻ từ thành phố hiếu sinh của chúng ta, em ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân. Em cảm ơn chị Dự Thảo. Con xin chào quý cha, con xin chào tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Nguyễn Hoàng Quân tới đây một cách rất là ngẫu nhiên và vô tình. Thành ra là không có được chuẩn bị gì cả. Cái lúc đầu khi mà Hoàng Quân nghe cha Cường nói và nghe cô Nguyệt Ánh chia sẻ và hát, thì thực sự là nghe xong mà bùn rùn hết chân tay. Từ nãy đến giờ chỉ ăn được có nửa chén súp, bởi vì rất là xúc động và tràn ngập ở trong cái cảm xúc. Và khi nghe cha cũng như cô chia sẻ về những cái trải nghiệm đức tin, thì Hoàng Quân cũng là một người Công giáo, thành ra Hoàng Quân cũng tin vào cái sức mạnh của lời cầu nguyện. Kính thưa anh Việt Dũng, em chỉ là một cái ca sĩ rất là nhỏ bé ở trong một cái khung trời bé tí tẹo. Hoàng Quân chưa bao giờ được gặp anh Việt Dũng cả, kính thưa quý vị. Nhưng khi nói tới anh Việt Dũng thì cái mà Hoàng Quân ấn tượng nhất đó là cái dáng người ở trên sân khấu. Thương lắm, kính thưa quý vị. Chống, vừa chống hai cái nạng vừa nói, và có một cái giọng nói hết sức là khúc chiết và mạch lạc. Anh nói rất là rõ ràng, ai nghe cũng có thể hiểu, như là rót vào tâm hồn vậy. Và Hoàng Quân cũng kính nể và yêu quý cái tấm lòng cũng như cái tinh thần tranh đấu cho quê hương dân tộc. Và
cũng rất là hâm mộ cái tài năng của anh, và anh đã cống hiến tất cả những cái tài năng đó cho tự do, dân chủ và nhân quyền của quốc hân Việt Nam. Và Hoàng Quân cũng nói là Hoàng Quân tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Thành ra Hoàng Quân cũng xin Chúa thương xót anh, để cho những cái khắc khoải, những cái giọt nước mắt của anh cho quê hương của những ngày qua sẽ được trở thành cái niềm vui viên mãn trên thiên đàng của ngày hôm nay, và nó sẽ được kéo dài mãi cho tới vô tận. Và cái trách nhiệm của anh Việt Dũng cho quê hương dân tộc đã chu toàn một cách hết sức là hoàn hảo. Cái trách nhiệm còn lại là của mỗi chúng ta. Và bởi vì không có được chuẩn bị trước, thành ra Hoàng Quân xin hát một cái ca khúc của chú Nam Lộc, cũng là một cái người bạn của anh Việt Dũng cũng như chị Nguyệt Ánh ở trong cái con đường tranh đấu cho tự do, dân chủ và dân quyền của quê hương Việt Nam. Hoàng Quân xin được hát ca khúc Xin Mời Một Nụ Cười của chú Nam Lộc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Còn trong cơn hấp hối, ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi tầng sơn nhất lửa khói ngập trời, u thương xa cửa khép cuộc đời, nhưng con tàu ngỡ ngàng xa khơi. Tôi bước đi bây giờ tâm tôi như cuộc đời ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân hương đôi cánh ra đời, lấy u sầu che dấu và tươi. Chà mắt nước mắt từ gió hơi từ gió, anh trao bằng bao sương từ gió hơi từ gió, anh đổi bằng thân gió vì hai chữ từ gió ta mang về. Thank you.
lặn thật sâu vì hai chữ từ có ta mang đời. Freedom is not free. Không, thưa quý vị, muốn tự do chúng ta phải tranh đấu. Anh Việt Dũng, chị Nguyệt Ánh cũng như tất cả những người trẻ ngày hôm nay ngay tại bên quê nhà cũng vẫn còn đang tranh đấu để theo gót chân của anh. Thì chúng tôi mong rằng tất cả quý vị ở đây mỗi lần nhớ đến anh, xin cầu cho anh một kinh. Khi nhớ đến anh thì nhớ đến tất cả những gì anh muốn làm cho quê hương Việt Nam ta. Again, freedom is not free. Thưa quý vị, hồi nãy thì Michelle có giới thiệu một người đến trễ, đáng lẽ là cùng MC trong chương trình này, nhưng mà anh bận ở trên đài. Anh là một sứ ngôn viên rất là tài giỏi của Việt TV. Xin quý vị cùng chúng tôi chào đón anh MC Quang Vũ. Vâng, xin kính chào cha cũng như tất cả quý vị đang hiện diện trong lễ tưởng niệm một năm ngày giỗ nhạc sĩ Việt Dũng. Thưa quý vị, xin lỗi quý vị, 2 năm. Kính thưa quý vị, con thì sanh không có cùng thời với nhạc sĩ Việt Dũng cũng như là chị Nguyệt Ánh, nhưng mà con đã ngưỡng mộ những quý anh chị đấu tranh trong phong trào Hưng Ca khi con còn rất nhỏ. Mà cách kỷ niệm mà con nhớ, kỷ niệm là riêng mình con thôi, đó là con và những cái người bạn trẻ khi đó chưa vượt thoát ra được khỏi quốc gia Việt Nam mình, thì phải lắng nghe những cái bản nhạc đấu tranh qua những cái đài VOA hoặc là BBC thời bấy giờ, mà nghe một cách rất là lén lút qua những cái ngọn đèn dầu mà thời bấy giờ thì quý vị biết Việt Nam thường hay cúp điện. Nhưng mà những cái ngày mà có điện thì chúng con vẫn nghe những bài nhạc đấu tranh của chị Nguyệt Ánh, như là Anh Vẫn Mơ Một Ngày Về, Quê Dấu Yêu Không Còn Cộng Thù, hoặc là của anh Việt Dũng là bài Chút Quà Cho Quê Hương mà quý vị vừa nghe. Nghe lén lút nhưng mà có một cái tâm trạng rất là bồi hồi, và rồi những cái từ những cái khôi thai lý tưởng tự do đó mà chúng con bắt đầu tìm đường vượt thoát và cũng may mắn đến được xứ sở tự do này. Chắc chắn như chị Michelle vừa nói, tự do nó phải trả bằng những cái hy sinh tột cùng của chúng ta, mà đôi khi phải trả bằng chính giá máu của chúng ta nữa, thưa quý vị. Và thưa quý vị, thì anh Việt Dũng, khi mà nói đến anh, ngay cái tên mà anh chọn để làm nghệ danh, để mà trong những cái bước đường hoạt động đấu tranh cổ suý cho dân chủ, thì cũng đã nói lên cái tinh thần, cái dũng của một người trai nước Việt. Cái dũng của một người trai nước Việt, thì đó, anh đã dấn thân, anh đã phục vụ, và anh đã tạo một cái sự cảm mến, sự mến mộ của tất cả mọi người trên thế giới. Và có lẽ là cái niềm mong ước lớn nhất của anh Việt Dũng là một ngày nào đó anh thấy quê hương dấu yêu không còn cộng thù, người dân được hưởng một nền thái bình thịnh trị, dân chủ đích thực. Cái niềm mong muốn đó anh cũng đã từng thực hiện khi anh còn sống. Anh muốn được kết nghĩa, là một người anh nhưng anh lại khiêm tốn, muốn được kết nghĩa với một người em trong lý tưởng đấu tranh cho nền độc lập của dân Việt, đó là anh Việt Khang, người vừa mới được may mắn nhờ cái sự đấu tranh của tất cả quý đồng bào ở hải ngoại cũng như quốc nội mà giờ đây đã trả tự do. Giờ đây thì chắc lẽ anh Việt Dũng đang là mãn nguyện nở một nụ cười ở trên thiên đàng, trên thiên quốc, như là một cái người, con cũng là một tín hữu Công giáo thì con tin rằng Phật giáo thì có tin rằng kiếp đầu, kiếp này và kiếp sau, nhưng mà người Công giáo thì tin rằng giờ này chắc có lẽ anh đang ở trên đó, đang nở một nụ cười, đang làm một cái thông đứng giữa trời mà gieo. Hoặc là có thể quý vị biết là qua những cái quyển cuộn băng Asia thì anh rất là tinh nghịch, anh rất là vui chọc ghẹo những người bạn đồng nghiệp của mình, những cái cô bạn đồng nghiệp dễ thương của mình.
giờ này không chừng thì anh đang bị bác anh bằng của trách, bởi vì quý vị cũng biết năm nay chúng ta cũng vừa chia tay với một người nhạc sĩ tài ba, cũng là một người thầy trong trung tâm Asia của anh Việt Dũng. Thì giờ này chắc có lẽ bác anh bằng cũng đang là của trách anh Việt Dũng, bởi vì cái tính tinh nghịch của anh có thể giờ này đang là tán tỉnh các thiên thần ở trên thiên đàng. Vâng thưa quý vị, nhưng mà thôi thì chúng ta nãy giờ quý vị nghe rất nhiều nhạc phẩm đấu tranh mà anh Việt Dũng cũng như quý anh chị trong phong trào Hưng Ca sáng tác. Giờ đây con xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của một người thầy, một người người thầy của anh Việt Dũng và cũng là một người sáng lập trung tâm Asia. Giờ đây thì bác cũng đang là có lẽ đang là đối ẩm với anh Việt Dũng ở trên thiên đàng. Thưa quý vị, đó là nhạc sĩ Anh Bằng. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Nỗi Lòng Người Đi của nhạc sĩ Anh Bằng, cũng là một cái nhạc phẩm mà con muốn gửi đến anh Việt Dũng cũng như tất cả quý vị trong ngày hôm nay. Vâng. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ? Ai đứng chỗ ai bên hồ? Của nước xanh như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16, tôn tròn đắng tay, đôi tay ngọc ngà, dương gian tình ái, em đông thật đời. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn, quen sống ta vui bên nàng, nay khóc tư duyên lìa tan. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, ô hương xưa vẫn chưa phai màu. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng em một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với bay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ duyên đẹp đôi. Tôi xa Hà Nội năm em 16, tôi tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà đương đang tình ái, mong em đắm cho một đời. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Thằng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, ô hương xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng đi trong bụi mù. Sài Gòn ơi, mong với bay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên trao người để ước mơ duyên đẹp đôi. Thank you.
Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên chào đời để ước mơ thiền. Đẹp đôi. Cảm ơn quý vị. Wow, em không ngờ anh Quang Vũ hát hay như thế. Em ở đài truyền hình với anh cũng 4 năm rồi mà em không ngờ anh hát hay như thế. Dạ, thì vì khi mà chị lên đó thì Quang Vũ không còn truyền hình nữa mà là tàng hình rồi. Vâng. Cảm ơn chị Diệu Thảo và xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị và chúc quý vị tiếp tục có một ngày vui. Dạ, cảm ơn anh Văn Vũ. Sau đây Diệu Thảo xin giới thiệu một người rất thân quen với thành phố Houston của chúng ta, cũng là một người rất là quý mến anh Việt Dũng, đó là chú Trần Hiến. Xin quý vị cho chú Trần Hiến nói rằng cho chú một phút để chú lên chia sẻ một cái tâm tình của chú với anh Việt Dũng. Xin mời chú Trần Hiến lên đây ạ. Xin chào cha, chào tất cả quý vị bậc trưởng thượng cũng như tất cả quý anh chị em, những người thương yêu Việt Dũng. Chắc là nếu quý vị nào ở Houston lâu thì biết chúng tôi với Việt Dũng rất là thân. Việt Dũng rất là thương chúng tôi và thường hay gọi chúng tôi là Daddy. Những ngày tôi còn làm ở nhà hàng Asian Restaurant, Việt Dũng với anh Hào xuống đó ăn uống vui chơi với chúng tôi. Và Việt Dũng thương nhất là những ngày tháng tôi đi về núi rừng Đông Dương để mà làm kháng chiến quân. Thì thưa quý vị, những ngày đó tôi có mấy câu thơ Việt Dũng rất là thích. Ngày hôm nay thì trước di ảnh của Việt Dũng 2 năm rồi thì rất là thương nhớ. Thì với người Daddy bình thường làm những việc rất là bình thường, nhưng mà thương Việt Dũng cái mộng lớn của người thanh niên. Anh đã làm rất là bao nhiêu việc, anh đã làm những bài ca tuyệt vời như một chút quà gửi về quê hương. Bài ca này làm thấm thía lòng chúng tôi. Và Việt Dũng thích nhất là 4 câu thơ: nhìn núi rừng xa chập trùng hiu quạnh, mẹ hiền ơi con chợt nhớ quê mình, khói lam chiều vàng mướp lá lên xinh, con bướm nhỏ chập trùng ôi nhớ quá. Việt Dũng, Daddy hôm nay lên đây và còn thiếu con một bài thơ, mà con đòi phổ nhạc 2 bài thơ. Ngày hôm nay không nhớ hết, nhưng mà sẽ đọc lại những đôi câu mà Daddy có thể nhớ để tặng lại con. Kính thưa quý vị, Việt Dũng rất thích cái bài thơ mà chúng tôi cũng như anh già anh giảng tiệm vàng Lê Chung, Việt Dũng cũng gọi là Daddy. Thì chúng tôi chơi thân với nhau, Việt Dũng rất là muốn để mà phổ nhạc bài thơ, đó là bài thơ Cơm Cháy Miền Quê Ngoại. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi đọc cho Việt Dũng nghe, nhưng mà cũng để cho quý vị thưởng lãm. Nhưng mà thơ này chúng tôi không có nhớ hết, chỉ nhớ mấy đoạn thôi. Nghe thèm quá cơm cháy miền quê ngoại, tép mỡ hành măng mặn bén duyên ưa, củi trăm bầu đưa hương cơm nồi đất, niêu cá kho đọt chiếc với rau dừa, mưa dưa muối gừng vàng bông điên điển, cơm cháy giòn đặc sản của ngoại tôi. Bao năm rồi con không về thăm ngoại, nhớ ngoại buồn, thương nhớ mắt buồn xa. Quê ngoại tôi với nhiều sông lạch nhỏ, chạy quanh co mấy nhịp cầu tre, hàng dừa xanh bóng mát bên vỉa hè, đám lục bình trôi xuôi rẽ dòng sông buồn. Thưa quý vị, Việt Dũng là thế đó. Một trái tim hồng trải lòng vì tổ quốc, tình khúc buồn bay vút đến quê hương.
gửi về cha vài viên thuốc ngủ, cha rủ cuộc đời trong tử tù chung thân. Hải ngoại buồn con lê chiếc nạn gỗ, đốt ngọn lửa hồng thắp sáng tiếng hưng ca. Những đôi lời để nói về Việt Dũng, và không nói nhiều nữa bởi vì thời gian không cho phép. Việt Dũng ơi, Daddy chào con và chúc con dù ở một cõi trời nào cũng an vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn chú Trần Hiệp rất là nhiều. Chắc chắn là anh Việt Dũng sẽ phù hộ cho chú, bởi vì không những chú được là bố nuôi của anh Việt Dũng, mà còn tất cả mọi người ở đây cũng là anh, là chị, là em tinh thần của anh Việt Dũng. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp mà sẽ do hai ca sĩ tại Houston của chúng ta đây sẽ đặc biệt dành cho quý vị, nhạc phẩm Xuống đường cùng cánh hoa lài, đó là nhạc của anh Việt Dũng, không ạ? Em xin tất cả quý vị cùng với chúng tôi chào đón ca sĩ Mai Lan và Mai Hoa. Dạ vâng ạ. Kim Loan, xin lỗi, Kim Loan và Mai Hoa, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Dạ vâng, Mai Hoa và Kim Loan xin kính chào tất cả quý vị. Và ngày hôm nay là ngày giỗ lần thứ hai của anh nhạc sĩ Việt Dũng. Mai Hoa muốn dành một cái đặc biệt cho tất cả quý vị, là Mai Hoa hát hai nhạc phẩm của anh Việt Dũng. Bài thứ nhất là bài Xuống đường cùng cánh hoa lài, bài này nhạc và lời của Việt Dũng. Và bài thứ hai là bài Hát cho đồng bào tôi, nhạc của Nguyễn Đức Quang và lời của Việt Dũng. Bây giờ bài hát đầu tiên, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Xuống đường cùng cánh hoa lài. Một người hương thoát ra giữa đêm chập chờn, chỉ là ngọn lửa thiêng hy sinh cho người yêu thương, chỉ là bàn tay vươn lên phía tìm lẽ sâu, chỉ là thừa bàn chân lướt trên sa mạc hoang vu. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng bước đi bước chân tuổi trẻ Việt Nam, ta cầu hòa lên chung, ta cùng nhau chung bước về đây với trái tim chung một niềm tin. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay tiến lên tuổi trẻ Việt Nam, khi còn rừng ta vui, khi hồn tiếng sông núi cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Chỉ là ngọn lửa thiêng khi bên thân người yêu thương, chỉ là bàn tay vươn lên để tìm lẽ sâu, chỉ là chiều bàn chân lớn trên cả bao khoan du. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng bước đi bước chân tuổi trẻ Việt Nam, ta cây hoa lên tung, ta cùng nhau xuống bước để đây với trái tim chung một niềm tin. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng nắm tay tiến lên tuổi trẻ Việt Nam, khi lòng dân đã quyết, khi hồn thiêng sông núi cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi, cùng nhau xuống đường, cùng ca vang khúc ca Việt Nam tự do. Anh em ơi,
quý vị có thấy là cái lòng đấu tranh của nhạc sĩ Việt Dũng đã dấy lên một cái phong trào từ trung tâm Asia, và chúng tôi là những người muốn đem chuyển tải những cái lời, những cái lời văn, những cái tiếng, những cái melody của nhạc sĩ Việt Dũng đến cho tất cả quý vị. Thành thử ra những cái bài hát này đánh động đến tim của những người Việt Nam hải ngoại yêu nước, phải không quý vị? Dạ vâng, bài hát thứ hai mà xin mời quý vị thưởng thức một bài hát mà có tựa đề là Hát cho đồng bào tôi, nhạc của Nguyễn Đức Quang, lời của Việt Dũng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Đồng bào tôi ở khắp mắt phương trời hát những lời ca cuộc đời đã mòn hơi, nghe nhau khóc thầm đêm qua, nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia hoang mang cúi đầu chờ mong thương đến cho đồng bào tôi ở khắp những hơi ca thương thắm bàn tay đưa tiền trước lòng than. Đêm khuya đinh dậy và mây trên hãy mang xe đèo kiếm cơm ăn, thân châu kéo cày bên lưu hương nhà một tia cầu mới đã mọc lên, bài ca tranh đấu đã ra đời, một nền hòa bình yên mau đến cùng người, một đàn người mới bùng lên, bài ca tranh đấu đã vang lên, và người đi người hãy từ đầu người đến quê hương cho một nhà sư tình nhớ thương thân chưa thân pháp tình thương nay thành kẻ tội nghiệp, xin cho lần bất an tiền đưa cha ra trẻ tốt biên niên vung tay biên niên không cho phản đối cho người đi nguyên vì góc dưới núi rừng thành giá hoàng vai thấy người đã trồng lưng trong buôn tiên phẩm câu kinh công an bộ đời với chung quanh đến đang yêu tay chân chân từng đêm một tiếng cầu mới đã mọc lên hai ta tranh đấu đã ra đời một nền hòa bình biên biên mau đến cùng người một đoàn người mới bùng lên hai ta tranh đấu đã mang về và người đi người hãy từ đầu nơi đến quê hương. Theo cha mẹ sống lang thang, nay ta răng lề vậy ta ma, dân oan thiếu tiền, công an tàn ác. Cho người thanh niên từ Mỹ mới quay về, anh sáng tự do, mong rọi sáng màn đêm. Anh đem tâm lòng giúp oan tiền, nhưng sao ma quỷ đã hùng thiên, thân mây lao tù, công lý ở đâu? Một tia cầu mới đã mọc lên, bài ca tranh đấu đã ra đời. Một nền hòa bình tình yêu mới đến cùng người. Một đàn người mới bùng lên, bài ca tranh đấu đã vang lên. Và người đi người hãy từ lòng người lớn quê hương. Cho một cô dâu từ bám dưới tư người, em bám tôi chân lấy tiền giúp mẹ cha. Em trên tân người không ma, bao nhiêu thiên hạ mất đi cha, núi em trong chùa như mua lòng chú. Cha đời em thơ, tuổi mới chốt thanh mộng, em bám tuổi thơ, sáng lòng gái mại dâm. Cha em tôi gửi cái chung tình, không mang tôi tình đi mua tranh, phải thân cha mẹ, không nữ gì hơn. Một tình yêu mới nó mọc lên, bài ca tranh đấu anh ta đời. Một ngày hòa bình, tình yêu mau đến cùng người.
đi chơi, hãy từ đầu quê đến quê hương. Một chia đầu mới với một bên, bài ca tranh đấu với xa đời. Mỗi ngày hòa bình, bình yên có đến cùng người. Một đoàn người mới hùng lên, bài ca tranh đấu đang lên. Bao người đi người, hãy từ đầu quê đến quê hương. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Ngày hôm nay thì Mai Hoa là bị khan tiếng, thành thử ra hát không có được hay lắm. Xin quý vị thứ hai. Yeah. Xin chúc quý vị một tràng pháo tay cho chị Mai Hoa và chị Kim Loan rất là nhiều. Và sau đây Dự Thảo xin giới thiệu một người bạn của anh Việt Dũng để trở lại trong sân khấu. Thảo biết rằng anh có rất nhiều kỷ niệm với anh Việt Dũng. Hát một bài thì chắc không đủ đâu. Xin mời anh Minh Tuấn trở lại để xin hát tặng cho quý vị khán giả cũng như là anh Việt Dũng thêm một bài nữa. Anh Tuấn Minh. Tuấn Minh hay Minh Tuấn gì cũng được, lật qua lật lại thì cũng có một người thôi. Kính thưa quý vị, không có lời giới thiệu nào mà đầy đủ ý nghĩa và để nói lên cái tấm lòng yêu quê hương dân tộc như thế này. Ai không là dân Nam, không hiểu hơn mất nước. Ai không là dân Nam, không hiểu đau tan nhà. Ai có cùng quê hương vòng tay nối đại dương, chung đất mẹ quê cha, đứng lên đòi sơn kia là Nam Quan, nơi địa đầu Việt Bắc, xuôi con đường quê hương về tận biển Cà Mau. Năm xưa ngăn giặc thù đầy núi non ngoài sông, cha ông tuôn màu hồng để tiên con sông. Ôi kia là Nam Quan, bên này là Bản Dốc. Ôi kia là Trường Sa, và này là Hoàng Sa. Ôi Tây Nguyên rừng già, già hơn 4.000 năm. Nay vô tay tàu cộng, vì bè lũ vô nhân. Tiếng thở dài uất thế lương thoát ra từ lòng đất quê hương. Tiếng âm hồn ai hoang bi thương, tiếng dân Nam xót xa đoạn trường, quê chiến đấu chết trên rừng sâu, người thân lao đi sáng với chiến hào. Việt Nam không thiếu anh hùng, chẳng lẽ cam tâm yên lòng để mất quê hương trong tay quân vô thần. Ai không là dân Nam, không hiểu hơn mất nước. Ai không là dân Nam, không hiểu đau tan nhà. Ai có cùng quê hương vòng tay nối đại dương, chung đất mẹ quê cha, đứng lên đòi sơn hà. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi là nhạc phẩm Tiếng Thở Dài Từ Lòng Đất, một sáng tác của nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Anh. Đứng kia là
nam quan bên này là bản dốc bên kia là Trường Sa và đây là Hoàng Sa ôi Tây Nguyên từ xa và hơn 4.000 năm nay vô tay tàu cộng vì bè lục vô nhân tiếng thơ dài uất thế thương thoát ra từ lòng đất quê hương tiếng âm hồn ai hoan bi thương tiếng dân oan xót xa đoạn đường vì quê chiến đấu chết trong rừng sâu người thân lao lý sát với chiến hào Việt Nam không thiếu anh hùng chẳng lẽ cam tâm yên lòng để mất quê hương chống tay quân vô thần ai không là dân Nam không hiểu hơn mất nước ai không là dân Nam không hiểu đau tan nhà ai có cùng quê hương vòng tay đôi tay chung đất mẹ quê nhà đứng lên đòi sơn hà xin cảm ơn quý vị và không quên cảm ơn anh Bạch Nhạc đã chơi rất hay. Michel Hằng cảm ơn tiếng hát của anh Tấn Minh và những nhạc phẩm anh chọn cho đêm hôm nay cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Và thưa quý vị, đêm hôm nay có lẽ là từ nãy đến giờ, từ lúc mà quý vị bước đến cái phòng này cho đến cái giây phút này, tất cả những cái giây, những cái phút mà chúng ta ngồi lại để nói về anh, để hát về anh, Michel thấy như đây là một món quà cho mỗi một người chúng ta. Sự ra đi của anh không phải là một dấu chấm để mà nói hết, nhưng mà để cho chúng ta tiếp nối con đường của anh và sẽ nói mãi về anh. Giờ đây thì chúng tôi xin quý vị cùng chúng tôi chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng xin kính chào. Cảm ơn chị Michel. Một lần nữa Phượng Hoàng xin kính chào quý vị. Phượng Hoàng rất là may mắn có cơ duyên được gặp anh Việt Dũng rất là nhiều lần và nhờ anh cũng là cái người cho ý kiến để hát những cái bài dòng nhạc quê hương, những cái dòng nhạc nào mới phù hợp với Phượng Hoàng. Một trong những bài mà anh Việt Dũng khuyến khích Phượng Hoàng hát đó là bài Chuyến Đò Vị Tuyến. Ngày hôm nay Phượng Hoàng xin gửi đến quý vị cũng như xin gửi đến anh Việt Dũng và quý vị khán giả ở đây một bài nhạc mang tên Chuyến Đò Vị Tuyến, sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Xin quý vị cùng nghe. Không quên xin cho chú Phan Thanh là một người nhạc sĩ. Phan Thanh một tràng vỗ tay đúng không ạ? Con xin cảm ơn chú. Và sau men đó là hai em nhỏ, không biết là con của chú hay là cháu, là một cái sound rất là hay. Xin cảm ơn hai em và chú Phan Thanh. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay nữa đúng không ạ? Thank you.
Amen, thank you. Xin cảm ơn chị Diệu Thảo. Cảm ơn Phượng Hoàng rất là nhiều. Kính thưa quý vị, hồi nãy Thảo ngồi cạnh anh Gia Huy. Thảo nói anh Gia Huy hát thêm một bài nữa nghe. Anh Gia Huy nói chứ không biết là anh hát thêm một bài nữa. Có nhiều quá không em? Thảo nói thành phố Houston rất là yêu mến anh Gia Huy, cho nên xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho anh Gia Huy trở lại với chương trình của chúng ta. Em nói đúng ngay cái chỗ ngứa của anh Huy là biết sao anh Huy thích hát lắm. Ai mà cứ cho hát là hát từ đầu đến cuối. Đúng không cha? À, gì được Phật. Cha biết sao? Dạ vâng ạ. Ngày hôm nay thì một bài hát nữa con cũng xin được gửi đến cha cũng như là tất cả quý vị có mặt ở đây. Hy vọng rằng là anh Việt Dũng rất là thích bài hát này. Đó là một bài nổi tiếng của nhạc sĩ Châu Đình An. Bài hát của tựa đề Đêm Chôn Dầu Vượt Biển. Bài hát này cũng sẽ được gửi tặng đến ca nghệ sĩ, ca nhạc sĩ chị Nguyệt Ánh ngày hôm nay cũng có mặt ở đây. Em rất là mê nhạc của chị, nếu mà chị cho phép chút nữa em hát một lần đi của chị nữa được không ạ? Mà không biết quý vị có ngồi ở lại nghe không ạ? Anh Việt Dũng ơi, cho em hai bài nữa nhé. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức bài hát Đêm Chôn Dầu Vượt Biển. Thank you.
anh đi, nghe đi chung sống buồn, thấy gì ở quê xa xa ơi núi rừng, đỏ nước mắt khóc cho phần thân. Họ ơi, phần kẻ đâu đêm nay bao đồ có một thuyền giang thiên ngang trên sông cao từ sông đón chào xin chào từ sông với nỗi niềm cay đắng nước non mình môi mặn khóc nghẹn ngào. Họ ơi tạm biệt nước non, ta có lời kinh đêm mà chúng ta có đêm chôn dầu vượt biển mà chúng ta lại không có một lần đi đâu có được, phải không quý vị? Xin mời quý vị nghe lại nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Và khi mà Gia Huy đã thu bài hát này, Gia Huy rất là cảm động và đã không biết tại sao mà tự nhiên là nước mắt mình cứ rơi khi hát bài hát này. Một lần nữa xin mời quý vị nghe lại bài hát mà nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyệt Ánh, và ngày hôm nay cũng có chị ở đây, Gia Huy xin được tặng chị cũng như cô cho anh bài hát có tên đi Một Lần Đi. Xin mời quý vị. Sài Gòn ơi, ta có ngờ đông dần, một lần đi là một lần vĩnh biệt, một lần đi là mất lối quay về, một lần đi là mãi mãi thương đau. Người tình ơi, ta có ngờ đâu một lần đi là nghiêng chung cách tình, một lần đi là muốn kiếp yêu sầu, một lần đi là vĩnh viễn. Giọt nước mắt cho anh, giọt nước mắt cho em, giọt nước mắt cho bạn bè, lệ khóc cho mẹ già, lệ khóc cho người tình ở lại quê. Lần cuối siết tay nhau, lần cuối khóc tình, lời cuối sao nghẹn ngào. Còn đó bao đoạn đường, còn đó bao cuộc đời còn lại quê.
nước mắt cho đi, giọt nước mắt cho đi, giọt nước mắt cho bạn về. Lệ khóc cho mẹ già, lệ khóc cho người tình ở lại thương. Lần cuối chia tay nhau, lần cuối mất về, lệ thương không nghe. Con bé bao đồng thương, con đó bao người tình bỏ lại thương. Sài Gòn ơi, ta có mưa đơn rơi. Mẹ hiền giờ đây cũng đã lạnh. Bạn bè giờ vương bắc lưu đầy. Người tình xưa giờ đang sống chia ly. Sài Gòn ơi, ta có mưa đông lạnh. Một ngày đó là một ngày ly biệt. Một ngày qua ta mất nhau rồi. Một ngày qua là tôi biết chưa. Một ngày qua là ta mất nhau rồi. Một ngày qua là muốn kia. Cho chương trình ngày hôm nay thêm phần long trọng hơn và ý nghĩa hơn, bởi vì tất cả những bài đấu tranh hoặc là những bài mà anh Việt Dũng hoặc là chị Việt Anh viết thì là Gia Huy đã gửi gắm mấy bài, 3 bài, 4 bài đến đây, tuyệt vời. Cảm ơn Gia Huy rất là nhiều. Mời anh Gia Huy cứ tiếp tục đứng đây ạ. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giờ này mình không muốn nói chia tay thì mình cũng phải say goodbye, đúng không ạ? Không nói tiếng Việt thì nói tiếng Anh vậy thôi. Cho nên là Michelle thật sự là cảm ơn cô Châu Anh rất là nhiều. Cảm ơn chị Minh Triều. Cảm ơn Vương Phùng Sơn. Lý do tại sao Michelle cảm ơn? Bởi vì nhờ ba vị này Michelle được cơ hội làm MC đêm nay. Biết rằng là Michelle không thể nào mà làm MC hay và có lẽ là người nói hay hơn có thể đứng ngay đây lúc này. Nhưng mà thôi thì cảm ơn ba vị cũng như là cảm ơn anh Việt Dũng, cảm ơn tất cả quý vị đã cho phép Michelle làm MC đêm nay. Giờ đây thì xin tất cả quý vị sẽ nói câu chia tay. Và cùng với sau đây Dự Thảo xin mời ca nhạc sĩ Dương Nguyệt Ánh lên cùng với Nguyệt Ánh, dạ vâng, ca sĩ Nguyệt Ánh lên cùng với tất cả các anh chị em ca sĩ ở đây và các tất cả những người trong ban tổ chức ngày hôm nay để hát bài chấm dứt chương trình hôm nay. Xin mời chị Nguyệt Ánh. Dạ không sao đâu ạ. The nice student. Mà ai muốn goodbye thì goodbye, mình nói không nói lời. Sau đây Dự Thảo cũng mời Quốc Bình, cũng là một người đàn em của anh Việt Dũng, lên chương trình cùng với tất cả các anh chị em. Và cũng mời Vương Phùng Sơn, mời cô Châu và cô Minh Triều lên cùng với tất cả ban múa. Và tất cả mời anh Tấn Minh lên luôn. Mời Cha Cường và Quang Vũ, dạ, không có lên sân khấu thì đứng lên như thế này. Quân lên luôn, Nguyễn Hoàng Quân lên luôn chung với chương trình, chung với tất cả anh chị em ở đây. Mời chị chị Kim Loan, và chị Mai Hoa. Cảm ơn em Nguyệt Ánh. Xin thưa quý vị, cho mời cho Nguyệt Ánh một chút xíu, tại vì Nguyệt Ánh mệt lắm và là cả một cái sự
từ hồi nãy tới bây giờ thì Ngoan nói không thôi, thật là Ngoan chỉ có muốn đi nghỉ thôi, tại vì Ngoan không có ngồi lâu nổi mà đã cố gắng ngồi tới bây giờ phút này. À, cho Nguyệt Ánh hỏi quý vị lại một câu để chắc chắn là Nguyệt Ánh nghe không lầm, tại vì Nguyệt Ánh mệt đó. À, xin quý vị xác nhận lại từ nãy tới giờ đó, Nguyệt Ánh nghe là quý vị lặp đi lặp lại là cái chương trình này là một cái chương trình có cái không khí gia đình và là của gia đình, có đúng không? Và nếu mà lấy gia đình thì từ nãy tới bây giờ Nguyệt Ánh đã gặp nhiều, có nhiều bác, nhiều chú, nhiều cô, nhiều anh chị và vai vế lớn nhất là cha, phải không? Cha đâu rồi? À, cha là vai vế lớn nhất, là tại vì chức lớn nhất. Và nếu mà là trong gia đình thì cho phép Nguyệt Ánh được nói một cái điều hết sức là gia đình. Và nếu quý vị nghe thì là xin bỏ qua cho Nguyệt Ánh, tha lỗi cho Nguyệt Ánh. Khi mà Việt Dũng còn sống thì lúc nào là hai chị em gắn bó với nhau lắm. Và Việt Dũng là em của Nguyệt Ánh mà, cho nên là cứ hễ mà Việt Dũng làm cái gì không đúng hoặc là Nguyễn Ánh thấy là không phải thì là Nguyễn Ánh lại giận, và giận thì là la rầy Việt Dũng hoài, cho nên Việt Dũng nó cứ nói trời ơi chị cứ chửi em hoài à. Và cứ lâu lâu Nguyễn Ánh nổi cơn giận lên đó thì Nguyễn Ánh không có thèm trả lời phone, không trả lời điện thoại, không trả lời email, và em nó cứ liên lạc hoài không được thì nó gọi qua Tuyết Mai, nó nói chị Mai ơi, cái bà đó, cái bà lại giận em nữa rồi, bây giờ em liên lạc với bà không được. Nguyệt Ánh giận hoài và em nó cứ nói chị ơi chị chửi em hoài. Nhưng mà thưa quý vị, bây giờ cho phép Nguyệt Ánh, tại vì trong gia đình phải không, Việt Dũng đồ mắc dịch mệt, it's unfair, mày bỏ chị đi chị ở lại rất là buồn. Nhưng ngày hôm nay trong cái không khí này, chị từ nãy tới bây giờ mọi người nói về em, cảm ơn em. Nguyệt Ánh, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn người em rất là cả chớn đã bỏ Nguyệt Ánh đi trước. Hai chị em bệnh rất là nhiều trong những năm còn lại. Trước khi Việt Dũng qua đời thì Nguyệt Ánh và Việt Dũng đều bệnh rất là nhiều. Và cứ nói với nhau không biết đứa nào đi trước. Có những lúc Nguyệt Ánh bệnh và Nguyệt Ánh mệt mỏi lắm, nhưng mà vì cái con đường đấu tranh đã chọn và Chúa đã giao cái thập tự giá phải gánh vác, Nguyệt Ánh đi và mệt mỏi lắm, cô đơn lắm. Có những lúc Nguyệt Ánh mệt và đuối tới độ và không thể tưởng tượng, và đau đớn trước cái chương trình hát và giữa chương trình hát cũng như là ngay cả sau chương trình hát, Nguyệt Ánh tưởng là đứng không nổi. Và có nhiều lần Nguyệt Ánh xin Chúa, Chúa có thể nào ngưng cái contract giùm con được không? Tại vì các anh chị em cứ nói đó, con Chúa chấp cho cái contract thì phải làm cho xong. Đồng anh cứ năn nỉ là nếu Chúa ngưng được cái contract cho con đi. Nhưng rất tiếc, lần nào cũng vậy, khi mà anh nằm ở bệnh viện hay là nằm lúc mà sắp sửa và mình tưởng đâu là mình hết cái contract rồi, thì không ngờ Chúa lại renew contract. Thành ra cho nên Nguyễn vẫn còn ở cho tới lúc này. Và vì vẫn còn ở lúc này cho đến một mình, cho nên Nguyễn phải tức quá, phải chửi Việt Dũng, nói nó mệt quá rồi mà cứ phải tiếp tục, nhưng tiếp tục có một mình. Thưa quý vị, nhưng cái điều may mắn cho Nguyễn Ánh, Việt Dũng đi, trong lòng của Nguyễn Ánh là một cái sự trống trải hụt hẳn. Nhưng tất cả những đồng bào ở các nơi, đặc biệt ở vùng này, như cái chương trình của các anh chị em đã làm từ nãy tới giờ, tấm lòng của các anh các chị cho thấy là Việt Dũng đi nhưng Nguyệt Ánh không cô đơn. Xin tất cả quý vị, trong những ngày sắp tới, nếu Nguyệt Ánh, Chúa cho Nguyệt Ánh ngưng contract, thì xin quý vị nhớ là Việt Dũng và Nguyệt Ánh cũng như rất là nhiều anh chị em khác chọn cái con đường dấn thân, đấu tranh, không phải cho bản thân mình. Bởi vì sao? Chúng ta ở hải ngoại, chúng ta đã có tự do rồi, chúng ta đã hiểu thế nào là dân chủ, hiểu thế nào là nhân quyền. Và tất cả chúng ta, dù một lời nói, dù một bài ca, dù là một vần thơ, dù là một bài văn, nếu chúng ta làm thì chúng ta, tất cả những đóng góp đó đều chỉ vì những đồng bào ở tại quê nhà. Chúng ta mong mỏi đồng bào của chúng ta ở tại quê nhà sẽ được hưởng cái không khí tự do, dân chủ và nhân quyền như chúng ta đang có nơi đây. Đó là ước mơ mà ngày rời quê hương năm 1975, Việt Dũng mới 17 tuổi,
Nguyệt Ánh 22 tuổi, hai chị em 3 năm sau là mới có 3 năm đầu định cư, hai chị em đã nhập cuộc đi vào dòng đấu tranh. Không ai bắt, không ai biểu, không cha mẹ nào khuyên cả, tự động mỗi một người đã chọn cái con đường đã đi. Và như vậy đã gần 40 năm. Tại vì từ năm 1978, một thanh niên 20 tuổi, một thiếu nữ mới 25 đã đi vào nhập cuộc trong cái bầu không khí tự do, dân chủ và đầy đủ tình người của đất nước Hoa Kỳ. Nhưng tại sao? Tại vì tất cả những người đó, Việt Ánh, Việt Dũng và biết bao nhiêu thanh niên thế hệ thời đó chỉ mong có một ngày con cháu của chúng ta sẽ được trở về quê hương. Một quê hương phải được phục sinh trong tự do, dân chủ và nhân quyền. Ước mơ đó không ngừng phai nhạt trong lòng của những người Việt Nam lưu lạc, cũng chưa bao giờ tắt trong lòng của những người còn ở lại quê nhà trong khắc khoải, trong âu lo. Thì xin thưa các chị, các anh chị hãy tiếp tục đi con đường của các anh chị đã đi. Không phải là một khởi đầu, nhưng là một tiếp nối. Cũng giống như Nguyệt Ánh và Việt Dũng, là một tiếp nối của những thế hệ cha ông đã nằm xuống ngay trong lòng quê hương, đã trôi dạt trên khắp cùng các biển, các đại dương và chết âm thầm trên đất lạ quê người. Xin hãy tiếp nối cái con đường đó và đời này sang đời khác. Ngày nào còn người Việt Nam lưu lạc khắp địa cầu, ngày đó còn có một niềm tin quê hương phục sinh. Và ngày nào còn hồn Việt Nam thì ngày đó quê hương của chúng ta sẽ còn có được một cái tia hy vọng, một ánh sáng, dù là ở trong cái tận cùng cái đường hầm đó, nhưng bao giờ cũng có lóe lên một ánh sáng. Và xin hãy cầu nguyện cho tất cả những đồng bào của chúng ta ở ngoài quê nhà sẽ được tự do, dân chủ và đầy tình người như chúng ta có ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin phép mời Mỹ, Tâm, anh Trúc, chị Loan, Trúc Mai và tất cả các anh chị em nào biết được bài hát. Bài hát này Nguyệt Ánh thật sự là Nguyệt Ánh không dám hát một mình nữa, bởi vì trong suốt gần 40 năm đi đâu Nguyệt Ánh và Việt Dũng cũng hát với nhau. Cho nên tiếng hát của quý vị, tiếng hát của các anh chị chính là tiếng hát của Việt Dũng. Và tiếng hát của Việt Dũng luôn luôn quyện vào tiếng hát của Nguyệt Ánh. Và chất keo kết nối đó chính là tình quê hương. Xin cảm ơn tất cả quý anh Việt Kỳ một lần nữa. Xin cảm ơn cô Châu Anh, cô Minh Triệu, cũng như là tất cả các anh chị em. Và đặc biệt là cảm ơn hai người em mà Nguyệt Ánh đã rất là yêu thương và rất là quý mến, đó là Trần Hoài Trí và Vương Phùng Sơn. Trí lên đây, Sơn lên đây, và tất cả quý vị ai thuộc thì xin cứ hát. Đó là, đây là một cái kỷ niệm của tất cả chúng ta. Có thể Nguyệt Ánh đứng ở đây mà ngày mai Chúa đã ngưng cái contract với Nguyệt Ánh rồi. Nguyệt Ánh xin quý vị lời cầu nguyện cho Việt Dũng, cho Nguyệt Ánh. Và người mà phải chịu trách nhiệm cầu nguyện nhất là cha Cường. Cha Cường phải cầu nguyện cho con nhé. Xin ban nhạc cho pha trưởng. Con làm sao con gọi cha được. Anh vẫn mơ một ngày về. Tất cả quý vị cùng hát nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong xóm thấy nhau nhen lửa hồng. Chúng ta bình mùng đến sâu chập trùng, xóa gục từ tiền đông bao năm. Em không mơ một ngày nào anh với em chung tình bạc đầu, trên quê hương nghèo trong quê hương già, trước mái nhà chờ ta mấy vẫn vơ. Bên mái hiên ta lời chuyện cho vài đường ta thương tình ruộng đồng, con thơ con hiền e đánh vần để em nở là người tám điều hùng. Rồi ngày con lớn con ca vang tình người, hòa bình nó ấm con ca vang tình đời. Thấy cho mẹ hiền, thấy cho cha già, suốt là cuộc đời hòa lời ca đấu tranh. Rồi ngày con lớn con hai tay mình người, hậu cho tổ quân con có thêm vàng người. Quê hương thanh bình, muôn gia điên lành, sống cho cuộc đời tự do muôn năm. I always dream of a return day, coming back home from so far away, the home of the free, home of the brave, we will start all of it again. But we sing for democracy, the bells will ring for liberty, the sun will shine for human rights, stars in the sky will bright up the smile. Sing, sing a song for a happy ending, there's no more communists when the new days begin. Children will dance on a peaceful land, the land of the free, the land of the brave. Sing, sing a song for everybody, having the chance to live again. Sing, sing a song for you and me, having a chance to love again. Everybody! And for more time now, anh với em chung tình bạc đầu, trên quê hương nghèo trong khung viên già, trước mái nhà thờ bà mấy vẫn thơ. Bên mái hiên ta ngồi chuyện trò, vài nương thơm hương tình ruộng đồng, có lâu an hiền để đánh vần, để em nở là huyền tám đường. The end of the Việt Nam cứu hùng. One more time. The end of the Việt Nam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The end of the Việt Nam cứu hùng. Xin cảm ơn các anh chị, xin cảm ơn các anh chị. Cảm ơn cha. Cái này là hồi trước giờ là người ta chỉ để chỉ tặng cho cha. Cái này phải hay mình chúng quá hay luôn. Cha hôm nay mới được dịp để tìm kiến chị, vừa sáng tác nhạc, vừa hát hay mà vừa MC khúc giỏi nữa. Wow, thank you Sylvia Đán. Wow, thank you very much. Ngon lành, chắc ăn. Dạ vâng. À, cha đã nói trước khi chị đi thì chị gọi cha. Rồi, thank you chị. Đúng rồi. Đúng rồi. Cha đại diện cảm ơn. Cha đại diện, cha đại diện hồi xưa. Cha cũng xin có được giây phút này để gửi lời cảm tạ đến tất cả quý vị. Hôm nay cha rất là vui vì được gặp rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng của Asia. And tất cả các ca sĩ hôm nay rất đóng góp rất là hay, làm cho cha nghĩ đến một gia đình ấm cúng. Thì nguyện xin Thiên Chúa luôn luôn tuôn đổ tràn đầy hồng ân đến quý vị trong mùa Giáng sinh sắp tới. Xin Chúa luôn đồng hành với quý vị là những người con của Chúa và những người bạn yêu thương nhau. Xin Chúa chúc lành và chúc lành cho quý vị được luôn luôn gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Và năm mới Khai Nam thịnh vượng. Thank you. God bless you.
Cảm ơn cha và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến tham dự tới chương trình lễ giỗ lần thứ hai của anh Việt Dũng với gia đình. Cảm ơn quý vị.